còn khóc chi em, thôi buồn chi. Và trong clip ngày hôm nay, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly của hãng AK. Và model của chiếc âm ly này là AA920. Đây là một dòng âm ly rất âm tụ và cũng là một cái mẫu model rất là hiếm ở trên thị trường. Mẫu chiếc âm ly này thì nó được sản xuất vào năm 1973. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây là cái phần mặt sau của chiếc âm ly AK AA920. Ở cái phần này là phần ten đấy. Còn đây là các cổng tín hiệu đầu vào mà chúng ta có thể nhìn qua, cực kỳ mới. Và chiếc âm ly này thì nó có thể làm dề hoặc làm bao được. Đây là phía bao và đây là phía dề. Đấy, anh em có thể nhìn là các rắc cắm của nó này, cực kỳ mới. Đây là một chiếc âm ly đẹp xuất sắc anh em nhé. Đấy. Đây là một chiếc âm ly cực kỳ đẹp. Đây là cái phần nắp gỗ ở phía trên của chiếc âm ly Akai AA920. Chiếc âm ly này thì nó có thể đánh 3 cặp loa A, B, C. Và trở kháng đánh loa của nó là từ 4 đến 16 ohm. Đây là tiếp mát. Đây là một chiếc âm ly sản xuất cho thị trường của Mỹ. Cho nên nguồn điện của nó chạy là nguồn điện 120V. Đấy, chúng ta có thể nhìn nguồn điện 120V. Và anh em có thể nhìn cái chassis ở phía sau mặt lưng của chiếc pin này còn cực kỳ đẹp, gần như là mới 100%. Đấy, một chiếc âm ly sản xuất riêng cho thị trường của Mỹ. Đây là cái phần mặt phía trong của nắp gỗ. Đấy, anh em có thể nhìn qua, đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Và đây là hệ thống sò công suất của chiếc Mi. Chiếc Mi này thì nó chạy 4 sò của hãng Saken. Và mã số của 4 chiếc sò này là 4 con 1. Đây là 4 chiếc sò Saken rất là nổi tiếng. 4 chiếc sò này rất là quý anh em này. Đấy. Anh em có thể nhìn linh kiện của nó cực kỳ mới. Và chassis của chiếc Mi này là 7 màu, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Một chiếc Mi rất là mới. Đây là một dòng âm ly rất âm tụ. Đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Tại vì mình đang đánh cầu loa A và cổng tín hiệu đầu vào là AUX anh em. Và chúng ta bật nguồn điện lên, volume vặn nhỏ xuống anh em nhé. Tiếp theo đây thì Việt Vinh sẽ thử chức năng radio. Đầu tiên thì Việt Vinh đang bật chế độ AUX. Rồi, bây giờ vặn nhỏ xuống và chúng ta bật sang chế độ thử chế độ radio, tức là chế độ FM. Ngay tiếng sôi không ạ? Phải có giấy phép. Đấy. Và cơ trưởng yêu cầu Moss làm gì? Ông nói. You want to eat the rest. Không có đơn tiểu hàng luôn. Nhưng mà bên cạnh được. Ăn hết cái bánh ốp la đó thì hãy mang ra chỗ nào tôi không nhìn thấy. Rồi. Hoặc tôi không ngửi thấy. Hoạt động hoàn hảo. Bây giờ chúng ta lại bật về chế độ AUX. Dòng âm ly Akai AA920 này nó có một cái hay, đó là nó giới hạn volume. Ở đây anh em mới nhìn có một cái G này. Đấy. Khi mà Việt Vinh vặn về nấc 2 giờ nhé. Đấy. Nấc 3 giờ chiều. Và Việt Vinh vặn volume đến đây hết cỡ, không thể vặn lên được nữa. Nó giới hạn. Đấy. Vặn nhỏ xuống nữa này. Đấy. Không thể lên được nữa. Thường thường thì chúng ta để nấc khoảng 10 giờ. Việt Vinh nghe to nhất thì cũng chỉ nấc 10 giờ thôi.
đây là chỉnh bass, treble, volume và ở phía trong là nấc giới hạn volume. Đây là nút chỉnh sóng radio, đây là ba lăng trái phải. Còn đây là nút chuyển kênh như anh em biết rồi, chuyển kênh AUX, rồi là phono 1, phono 2, rồi về FM. Khi mà chúng ta chuyển kênh thì chúng ta nên vặn volume nhỏ xuống anh em nhé. Ở phía dưới là lọc dải thấp và dải cao, đây là cầu loa A, B, C, A cộng B và A cộng C. Những cái chức năng rất đơn giản thôi chúng ta có thể mày mò được. Còn đây là cổng tín hiệu đầu vào, tab monitor. Đấy, khi bật tab monitor sẽ mất. Đây là chế độ stereo mono và đây là FM muting. Một chiếc âm ly có một chất âm cực kỳ tuyệt vời và cũng là một chiếc âm ly rất là hiếm ở trên thị trường. Giá chiếc âm ly này ở trên thị trường thì anh em bán với giá rất là đắt đấy anh em ạ. Việt Vinh vẫn bán cho anh em một mức giá cực kỳ tốt để anh em chơi. Nhu cầu sở hữu chiếc âm ly Akai AA920 liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.